Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi một ngày chúng ta vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, coi như là mình cứ assume đi, mặc dù chưa chính thức là Kamala Harris và Phó Tổng thống đương kim hiện nay sẽ là ứng cử viên số 1 của Đảng Dân Chủ ra tranh cử chức Tổng thống và sẽ có cuộc chạy đua với ông Trump vào tháng 11 sắp tới đây. Và khi bà này thay thế cho Joe Biden thì có một số người cảm thấy lo ngại, bởi vì dù sao đi nữa bà ta trẻ hơn. Và khi mà bà ta vừa xuất hiện xong và vừa chính thức tuyên bố xong thì quý vị, là người ta quay sang người ta đặt câu hỏi về sức khỏe của ông Trump. Thay vì trước đó người ta chỉ đặt câu hỏi về sức khỏe của Joe Biden thì người ta quay sang đặt sức khỏe về ông Trump 78 tuổi là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một số những cuộc thăm dò cho thấy là bà ta có cái mức điểm sát với ông Trump, mặc dù vẫn còn thua vài điểm nhưng mà coi như sát với ông Trump. Và thứ ba là người ta bắt đầu nói về cái quỹ tranh cử của bà ta bắt đầu dồi dào hơn và có thể sẽ qua mặt ông Trump, đại khái như vậy. Thì quý vị, tất cả những cái tin gọi là positive, tức là tích cực cho Kamala Harris đồng loạt đã được tung lên, làm cho những người mà bên phía của bảo thủ hơi e ngại cho rằng là bà Kamala Harris có khả năng sẽ thắng được ông Trump. Thì quý vị, ở đây tôi sẽ làm một cái bài so sánh cho quý vị thấy liệu Kamala Harris có thể đánh thắng được ông Trump hay không, hay số bạn của bà ta không khác gì với lại Hillary Clinton. Bây giờ mình nói về phần của ông Trump trước đi, rồi sau đó mình nói về phần của Kamala Harris sau. Quý vị, thứ nhất, nếu mà so sánh vào cái cuộc bầu cử năm 2016 và 2024, tức là 8 năm sau, thì chúng ta sẽ thấy cái vị thế của ông Trump khác đi. Năm 2016, ông Trump ra tranh cử với một cái background không có một cái gì liên can tới chính trị, tức là zero, không có kinh nghiệm chính trị, không có bạn hữu trong chính trị, tức là không có những đồng minh chính trị và không có gì hết. Ông phải đơn thân độc đạc, độc mã một mình và tự bỏ tiền túi ra tranh cử. Và lúc đó ông phải một mình đánh bại 15 thành viên trong Đảng Cộng Hòa. Trong đó gồm những tên tuổi rất lớn là Jeb Bush, là có cha, có anh làm tổng thống, Marco Rubio, Ted Cruz, rồi Ben Carson, Mitt Romney, John McCain, toàn là những tên tuổi lớn ở trong cái giới chính trị mà ông Trump là lần lượt đánh bại từng người một và giành vị thế số 1. Tuy nhiên thì quý vị, cho tới cái đêm đại hội đảng năm 2016, Đảng Cộng Hòa vẫn còn phải đánh nhau sùm trời đất để quyết định là có nên xác nhận cái đại biểu đoàn đã bỏ phiếu cho ông Trump hay không. Quý vị, tức là tình hình của Đảng Cộng Hòa lúc đó rất chia rẽ và ông Trump lúc đó ông thắng được 15 ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà tất cả tiền đều do tiền túi ông bỏ ra. Không có một đồng quyên góp từ người khác. Ông lại không có một đồng minh chính trị nào. Ông cũng lại không có một gọi là một cái kinh nghiệm chính trị nào, từ đối nội tới đối ngoại. Quý vị, đó là bối cảnh của ông Trump năm 2016. Chưa kể là trong lúc tranh cử, ông đã kích hết người này tới người khác. Ông đã kích luôn cả giới truyền thông. Do đó, gần như giới truyền thông nó không có cảm tình với ông Trump luôn. Khi mà ông Trump chính thức được đề cử bởi Đảng Cộng Hòa ra tranh cử tổng thống năm 2016. Và quý vị, trong suốt thời gian mà bắt đầu ông chính thức đối đầu với bà Hillary Clinton, thì quý vị, gần như giới truyền thông đều đưa tin rất là negative về ông Trump. Có nghĩa là họ đưa những cái tin rất là xấu về ông Trump. Họ vẽ lên tình hình hình ảnh của ông Trump rất là tệ hại. Và gần như là tất cả những cái chuyện cá nhân của gia đình ông Trump, những chuyện mà ông làm trong cái thời gian ông làm thương mại, trong cái thời gian ông nằm trong ngành giải trí, nó đều đồng loạt moi lên hết. Và lúc đó thì một số những đài truyền hình đã có hợp đồng với ông Trump trong các cái chương trình giải trí, thì quý vị đồng loạt hủy bỏ hết. Và tất cả gần như là hơn 90% các công ty truyền thông đều endorse cho bà Hillary Clinton. Tất cả hết quý vị, đều endorse cho bà Hillary Clinton. Ông Trump chỉ có lại khoảng 10-11 cái công ty truyền thông endorse ông thôi. Và rồi thì quý vị, chưa hết. Thì
Trong lúc mà ông Trump ra tranh cử như vậy, không những là ở trong nước mà ngay cả ngoài nước, tức là khối Âu Châu, cũng có những cái hình ảnh, những cái hình nộm đã kích ông Trump rất là nhiều. Gần như là ông nắm chắc phần thua. Và các cuộc thăm dò trong liên tục 3 tháng đó, lúc nào bà Hillary Clinton cũng gác ông Trump từ 5 điểm cho tới 12 điểm. Có những nơi còn gác đến 30 điểm. Thì quý vị, đây là những cái hình ảnh mà chúng ta chứng kiến được năm 2016 về phần ông Trump. Nhưng mà kết quả năm 2016 bất ngờ cho mọi giới. Ông Trump đánh bại bà Hillary Clinton chỉ bằng cái tweet. Lúc đó ông có một cái chương mục Twitter thôi. Và có cái chương mục về Facebook, tức là ông không có một cái phương tiện nào khác để mà người ta nhắc nhở tới ông. Ông chỉ dùng cái đó và dùng những cái câu nói gây tranh cãi để giới truyền thông phải chú ý tới ông. Và cuối cùng quý vị, ông chiến thắng trong đêm bầu cử. Đó là năm 2020. Bây giờ ngược lại, năm 2024 thì nó khác hoàn toàn xa với năm 2016. Quý vị, năm 2024, ông Trump trước khi bầu cử sơ bộ, ông đã được gần như toàn bộ đảng Cộng hòa ủng hộ. Và trong cái ngày Super Tuesday thì chỉ còn lại một mình bà Nikki Haley là đối thủ của ông. Tất cả đều rút lui hết, đều rút lui sớm hết so với năm 2016. Mãi cho tới khi mà chấm dứt sơ bộ, ông mới hội tụ đủ cái khối đại biểu đoàn. Còn bây giờ quý vị, là ông đã gần như là ông đã đứng độc tôn ở trên đảng Cộng hòa luôn. Và đó là điều thứ nhất. Và cuối cùng thì bà Nikki Haley sau ngày Super Tuesday, bà cũng rút lui luôn và quay ngược trở lại endorse cho ông Trump bây giờ. Và gần như là trong năm 2024, ông Trump đã giành được sự đoàn kết của đảng Cộng hòa. So với năm 2016, đảng Cộng hòa còn đánh nhau sùm để có quyết định là đề cử ông hay không. Năm 2024, ông Trump trở thành ngôi sao số 1 của đảng Cộng hòa. Và gần như cái học thuyết của ông và cái cương lĩnh của ông đều được toàn bộ thành viên của đảng Cộng hòa ở Trung ương cho tới các thành viên trong Quốc hội đều ủng hộ hết mình. Coi như là năm 2024 nó khác biệt với năm 2016. Và 2024, ông Trump đã có bề dày 8 năm kinh nghiệm trong chính trị. Ông có được cái kinh nghiệm 4 năm làm tổng thống. Quý vị, so với năm 2016, ông không có kinh nghiệm gì cả. Không có một chút kinh nghiệm nào hết. Thì bây giờ 2024, ông có 8 năm kinh nghiệm và có 4 năm kinh nghiệm điều hành của mỗi quốc gia. Ok quý vị, trong khi đó, 2016, khi mà ông bắt đầu chính thức được đề cử ra tranh cử chức tổng thống của đảng Cộng hòa, ông không có một đồng minh. Ngay trong đảng luôn. Ông không có lấy một đồng minh ngay trong đảng luôn. Mà lúc đó là chủ tịch Hạ viện là Paul Ryan còn ra mặt chống đối ông nữa. Mà Paul Ryan là người của đảng Cộng hòa. Mà là chủ tịch của Hạ viện ra mặt chống đối ông luôn. Còn bây giờ quý vị, 2024, hầu hết tất cả những thành viên trong lưỡng viện quốc hội đều là ally của ông, đều là đồng minh của ông. Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson, một đồng minh thân cận như ông Trump. Thì quý vị, đây là cái vị thế của ông Trump sau 8 năm so với năm 2016. Và bây giờ thì quỹ tranh cử của ông đứng đầu hết. Đứng đầu luôn. Ngay cả lúc Joe Biden còn trong cái cuộc chạy đua thì cũng chỉ có 281 triệu Mỹ Kim. Trong khi cái quỹ tranh cử của ông Trump đã trên 300 triệu Mỹ Kim. Tức là quỹ tranh cử của ông bây giờ dồi dào hơn ai hết. So với năm 2016, ông phải bỏ tiền túi của mình ra tranh cử. Cho tới khi ông được đề cử thì lúc đó đảng Cộng hòa mới bắt đầu châm tiền vào chỗ tranh cử. Nhưng họ châm tiền một cách hời hợt. Tại vì họ đánh giá rằng ông sẽ bị thua. So với bây giờ, toàn bộ đảng Cộng hòa đều dốc hết tất cả tài chánh và tất cả nỗ lực để giành chiến thắng cho ông Trump so với năm 2016. Ok quý vị, đó là cái vị thế của ông Trump của 8 năm trước và 8 năm sau. Và gần như bây giờ là dân chúng Hoa Kỳ đã nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đám truyền thông bây giờ nó còn không còn công kích ông gay gắt giống như năm 2016 nữa. Không còn công kích gay gắt ông giống như năm 2016. Toàn bộ truyền thông đều công kích ông từ các góc cạnh khác nhau. Từ lối làm ăn cho tới cái cách đối nhân xử thế cho tới cái mối quan hệ của ông với những người xung quanh. Nó đã kích hết. Còn bây giờ quý vị, 2024 gần như đám truyền thông đã giảm đi họng súng rất là nhiều đối với ông Trump. Đó là những gì chúng ta chứng kiến năm 2016, 2024. Quý vị, đó là phần của ông Trump. Rồi quý vị, bây giờ mình bước qua cái phần của Kamala Harris.
so với Hillary Clinton. Kamala Harris xuất thân là công tố viên, trở thành Bộ trưởng Tư pháp của California. Rồi sau đó bà ta trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang, đại diện cho tiểu bang California. Và cuối cùng là ghế phó tổng thống. Và trong 4 năm bà ta làm phó tổng thống, không tạo lấy một cái thành tích nào được xem là vẻ vang cả. Không tạo được một thành tích nào được xem là vẻ vang cả. So với cái bối cảnh của Hillary Clinton. Hillary Clinton trước khi ra tranh tổng thống với ông Trump, bà ta từng 8 năm làm đệ nhất phu nhân. 8 năm bà ta là đệ nhất phu nhân dưới trào chồng của bà ta làm tổng thống. Sau đó bà ta ra tranh cử chức thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang New York. Và bà ta dễ dàng lụm cái chức thượng nghị sĩ. Cho tới khi mà bà ta thua cho Obama trong cuộc tranh cử sơ bộ năm 2008. Cũng tương tự như là Kamala Harris đã thua cho Joe Biden năm 2020. Nó giống nhau thôi quý vị. Nhưng bù lại thì quý vị, sau khi mà Obama trở thành tổng thống thì ông ta bổ nhiệm bà ta vào người đứng đầu trong nội các, tức là Bộ trưởng Ngoại giao. Hillary Clinton trở thành Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ. Bà ta có kinh nghiệm dày dặn hơn rất nhiều so với lại bà Kamala Harris. Kamala Harris từng là thượng nghị sĩ của liên bang, thì Hillary cũng là thượng nghị sĩ của liên bang. Mà Hillary có 8 năm làm đệ nhất phu nhân. Bà ta có kinh nghiệm tiếp xúc và bà ta có một cái mạng lưới network rộng rãi hơn Kamala Harris rất là nhiều. Năm 2016, quý vị còn nhớ, và qua tới 2008, bà ta chính thức sau khi Obama trở thành tổng thống năm 2009, thì ông ta bổ nhiệm bà Hillary vào ghế gọi là Ngoại trưởng Hoa Kỳ để dọn đường cho bà ta chuẩn bị tranh tổng thống. Chuẩn bị tranh tổng thống, quý vị. Trong khi đó thì Kamala Harris thì bây giờ mới ngày hôm qua mới được Obama endorse thôi. Hillary Clinton đã được Obama dọn đường cho từ năm 2010 để cho bà ta có vị thế. Cho đó, khi mà kết thúc cái ghế ngoại trưởng thì Hillary đã có 4 năm chuẩn bị cho ghế tổng thống. Bà ta sau khi mà bà ta rời khỏi ghế ngoại trưởng, bà ta có 4 năm chuẩn bị cho cuộc chạy đua vào ghế tổng thống. Năm 2016 là coi như toàn bộ đảng Dân Chủ đoàn kết sau lưng của Hillary Clinton với sự thúc đẩy của Obama. Obama và tất cả các lãnh đạo của đảng Dân Chủ đều đồng loạt endorse bà Hillary Clinton. Bà không thay thế cho ai cả. Bà ta tự ra. Không một nhân vật nào trong đảng Dân Chủ có thể cân nổi với lại Hillary. Do đó bà rất dễ dàng thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ một cách chính đáng. Trong khi đó, Kamala Harris thì không hề tranh cử tổng thống. Vẫn đứng dưới cái dù của ông Joe Biden. Cho tới khi Joe Biden đã bị đánh giá thấp về nhận thức và áp lực ông ta phải rời bỏ cuộc đua, thì bây giờ Kamala Harris mới là kẻ thay thế cho vị trí của ông Joe Biden thôi. Và bà ta cũng không có thời gian chuẩn bị giống như là bà Hillary Clinton. Bà ta cũng không có kinh nghiệm điều hành quốc gia giống như bà Hillary Clinton. Mặc dù bà ta là phó tổng thống. Nhưng mà trong 4 năm bà ta làm phó tổng thống thì quý vị thấy bà ta do nothing. Bà ta không làm gì cả. Trong khi đó Hillary Clinton trong ít nhất 3 năm bà ta làm ngoại trưởng, bà ta đã đi khắp nơi trên thế giới để làm việc cho nước Mỹ, đồng thời vận động cho cá nhân của bà ta. Có thể nói rằng nếu mà so sánh cái tư thế của Hillary Clinton năm 2016 với Kamala Harris bây giờ là một trời một vực. Quý vị. Chưa hết, Hillary Clinton được xem là nhân vật có được có một cái bản lãnh về chính trị rất là cao so với Kamala Harris. Bà ta có bản lãnh chính trị cao hơn. Bà ta có một cái sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhiều network khác nhau. Và bây giờ thì quý vị thấy, lúc đó bà Hillary Clinton được gần như 90% giới truyền thông endorse bà ta. 90%. Tất cả các công ty truyền thông lớn nhất trên nước Mỹ đều đồng loạt endorse bà ta. Trong khi bây giờ thì Kamala Harris còn đang bơi. Các công ty truyền thông bây giờ nó không còn mặn mà trong cái việc endorse một nhân vật chính trị nữa. Và bây giờ nó cố gắng tìm cách lôi kéo lại và những độc giả, khán giả và thính giả nhiều hơn là nó tập trung vào việc mà ủng hộ cho một nhân vật chính trị. So với năm 2016,
Thậm chí quý vị còn nhớ là thời điểm đó là cái lúc mà tranh cử tổng thống, một ngày trước bầu cử, tờ tuần báo Newsweek, một tuần báo nổi tiếng của Hoa Kỳ chuyên về giải trí và những cái tin tức xã hội đó quý vị, còn đăng trước một cái bìa hình của bà Hillary Clinton với lời chúc mừng là Congratulations Madam President, tức là chúc mừng bà nữ tổng thống đầu tiên. Họ đăng trước một ngày luôn. Là quý vị thấy là lúc đó giới truyền thông gần như dốc toàn lực ủng hộ cho bà Hill. So với bây giờ, Kamala Harris vẫn còn đang chật vật, vẫn còn đang chật vật để đối phó với truyền thông, chứ đừng nói tới việc mà được ủng hộ của truyền thông nữa. Thì quý vị, và gần như là bây giờ Kamala Harris đứng đại diện cho đảng Dân Chủ trong một bối cảnh đảng Dân Chủ đầy chia rẽ. Thầy nói là đầy chia rẽ từ cái cuộc chia rẽ trong các cái khuynh hướng điều hành của mỗi quốc gia, các cái nghị trình cho tới những cái chính sách đối ngoại. Kamala Harris phải đối diện với sự chia rẽ trầm trọng. Thì quý vị thấy ngày hôm qua hôm kia khi mà Benjamin Netanyahu có mặt ở trên sàn quốc hội của Hoa Kỳ, thì lúc đó quý vị nhìn thấy, lúc đó quý vị nhìn thấy là gần như là những kẻ mà ủng hộ cho Palestine và Hamas đã biểu tình ở bên ngoài DC. Và ngay trong cái sàn nói chuyện thì bà Tlaib là người gốc Palestine đó, bà nhiều lần giơ cái bảng lên gọi ông Netanyahu là tội phạm chiến tranh. Có nghĩa là đảng Dân Chủ đang có sự phân hóa rất trầm trọng. Một phần vẫn còn lại ở lại vẫn ủng hộ cho Joe Biden. Phần lớn thì ủng hộ cho Kamala Harris. Trong khi những kẻ khác thì không muốn cả Joe Biden lẫn Kamala Harris. Thì quý vị, chúng ta đang chứng kiến một cái bối cảnh đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ. Và trong năm 2016, gần như là tất cả các cái khối phiếu được xem là vững chắc của đảng Dân Chủ đứng sau lưng bà Hillary. Từ cộng đồng da đen, cộng đồng Latino, cộng đồng gốc Á, cho tới cộng đồng da trắng. Hầu hết đều đứng sau lưng bà Hillary Clinton. Còn bây giờ quý vị, bà Kamala Harris lên gọi là đứng đầu trong đảng Dân Chủ trong bối cảnh là khối phiếu da đen 22% chuyển qua ông Trump. Khối phiếu Latino, tức là người gốc Latino đó, bây giờ ông Trump gác trước Joe Biden trước đây, bây giờ với bà Kamala Harris chưa biết, nhưng mà với ông Trump với lại Joe Biden trước đây, ông Trump gác từ 48 cho đến 43, tức là ít nhất 5% khối phiếu người Latino. Rồi quý vị, chưa kể là cái khối phiếu trẻ đã bị mất đi dần. Mặc dù mấy ngày nay Kamala Harris đã kéo lại được một phần nào khối phiếu trẻ, nhưng mà vẫn không đủ giống như là cái thời của bà Hillary Clinton. Và 8 năm sau thì quý vị, tình hình khác đi. Tức là các công ty truyền thông bây giờ không còn đủ uy thế giống như là 8 năm trước. 8 năm trước họ còn đầy đủ uy thế. Họ còn được sự yêu chuộng của rất nhiều công chúng. Do đó họ tha hồ tấn công ông Trump bằng mọi mặt. Còn 8 năm sau quý vị, do sự cạnh tranh của social media, tức là cạnh tranh của mạng xã hội, do người dân bắt đầu bừng tỉnh, đám truyền thông mất dần tư thế. Mất dần tư thế hết rồi. Và bây giờ nó có quay ra nó ủng hộ cho bà ta cũng chưa chắc cái lực bằng năm 2016 ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Thì chúng ta so sánh hai thời kỳ 2016 và 2024, chúng ta sẽ thấy rõ cái tư thế của Kamala Harris không bằng Hillary Clinton. Được giới truyền thông ủng hộ, được giới tài phiệt ủng hộ, nắm vững chắc tất cả khối phiếu cốt lõi của đảng Dân Chủ. Đó là giai đoạn của bà Hillary Clinton. Và bà ta đã được gọi là bà ta xây dựng một cái tiến trình tranh cử tổng thống một cách rất bài bản, có thể nói rất bài bản, và bà ta được hậu thuẫn từ trên xuống dưới. Obama dọn đường sẵn cho bà ta luôn. Trong khi đó Kamala Harris là bắt cóc bỏ dĩa, tức là ông Biden bị lôi xuống thì bây giờ phải buộc lòng phải đưa bà ta lên, bởi vì bà ta là vị thế phó tổng thống. Và trong tay bà ta bây giờ cũng không có một cái nghị trình nào rõ ràng. So với bà Hillary Clinton, bà có một cái nghị trình đối ngoại và đối nội. Mặc dù cái nghị trình đó được xem là nó có vẻ mềm dẻo và đồng thời nó có vẻ như là hơi nghiêng về phía tả phái nhiều hơn. So với bây giờ Kamala Harris được xem là extreme left, cực tả. Và cũng không có một cái nghị trình nào rõ ràng trên tay, ngoại trừ vấn đề phá thai, ngoại trừ vấn đề liên quan tới môi trường,
và bắt đầu tìm cách là xoa dịu cộng đồng da đen. Thì quý vị, chúng ta thấy rõ trên tay của Kamala Harris bây giờ chủ đích 80% vẫn dựa vào cái chính sách của Joe Biden. Bà ta không có một cái chính sách riêng nào của bà ta cả. Trong khi Hillary Clinton thì có sẵn tất cả những lề lối sẵn sàng và được sự hỗ trợ từ trên xuống dưới. Do đó quý vị, nếu mà xét về tư thế của Kamala Harris so với lại Hillary Clinton năm 2016 là một trời một vực. Một trời một vực. Và từ đây cho tới ngày bầu cử, đám truyền thông bây giờ không dám thét sai giống như năm 2016 nữa. Bây giờ họ phải tự cứu lấy họ. Họ phải tìm cách giữ lại tất cả những cái quảng cáo. Họ phải tìm cách giữ lại tất cả những khán giả, độc giả và thính giả của họ. Họ không dám thét sai nữa. So với năm 2016, toàn bộ dốc toàn lực ủng hộ cho bà Hillary Clinton. Thì quý vị, nếu mình so tư thế của hai bà này, 2016 và 2024, chúng ta thấy một sự khác biệt rất lớn. Một sự khác biệt rất lớn. Mà năm 2016 thì Hillary lại bị đánh bại bởi ông Trump. Lại bị đánh bại bởi ông Trump. Tất cả mọi thứ bà ta đều trên cơ ông Trump hết. Các cuộc thăm dò lúc đó quý vị, từ lúc mà bắt đầu ông Trump đại diện và bà ta đại diện cho đảng ra tranh cử, chưa có một ngày nào mà các cuộc thăm dò của truyền thông cho rằng là ông Trump trên được hoặc là ngang ngửa với bà Hill thôi. Tôi không dám nói là trên điểm bà Hill nữa. Gọi là ngang ngửa thôi. Cũng không có luôn. Tất cả đều bà ta gác chỗ nào thấp nhất cũng là 4%. Có chỗ lên tới 12%. Tức là có tiểu bang bà gác 4%. Có tiểu bang bà gác lên tới 12%. Tất cả các tiểu bang chiến lược kể cả Florida đều thấy là bà Hill trên điểm ông Trump hết. Cho tới ngày bầu cử luôn. Còn bây giờ quý vị, Kamala Harris ra giữa đường. Thứ nhất là cái bài bản về tranh cử chưa có. Thứ hai, dựa vào chính sách của Joe Biden. Thứ ba, là cho tới giờ phút này, bà ta vẫn còn dưới điểm của ông Trump. Quý vị, đây là những cái mà chúng ta thấy được đây quý vị. 92% nó nghĩ rằng bà Harris đã che đậy cho vấn đề sức khỏe của ông Joe Biden. Rồi ở đây quý vị, là Kamala Harris đã được Obama endorse đây. Ok, rồi bên đây quý vị, bà ta sát nút với ông Trump trong cuộc thăm dò mới nhất. Trong đó thì ông Trump gác điểm bà ta được bao nhiêu? Cuộc thăm dò này là của New York Times và Siena College. Là ông Trump gác bà ta 48-47. Ok. Và trong đó cho thấy rằng là bà ta vẫn còn được cái lòng của giới trẻ tùm lum hết quý vị. Nhưng mà cuối cùng bà ta vẫn thua điểm trong Trump. So với năm 2016, bà Hill gác ông Trump từ 4 cho tới 12 điểm. Còn bây giờ ở các tiểu bang chiến lược cho thấy là bà ta còn bị dẫn trước, ông Trump dẫn trước nữa. Quý vị, các cuộc thăm dò thấy là ông Trump dẫn trước bà Kamala Harris ít nhất là 4 tiểu bang chiến lược. Ở đây tôi có cái tin ngày hôm qua tôi đưa cho quý vị coi. Gần như, đây là quý vị, của Emerson College. Là quý vị, ngay bây giờ là ông Trump đã gác điểm. Ông Trump gác bà Kamala Harris sát nút ở 4 tiểu bang chiến lược. Trong đó họ nói là các tiểu bang mà ông Trump gác là gồm có ở... Ok, của Emerson College cùng với The Hill. Thì ông gác bà Kamala Harris, Arizona 49/44, Georgia là 48/46, Michigan là 46/45, Pennsylvania là 48/46, và các ở Wisconsin thì đôi bên là đồng nhau 47. Trong khi đó, nếu quý vị so sánh lại với năm 2016, bà Hill đều trên cơ hết. Còn bây giờ Kamala Harris còn chưa bằng ông Trump. Quỹ tranh cử cũng chưa bằng ông Trump. Quỹ tranh cử của ông Trump bây giờ trên 300 triệu. Bà ta bây giờ nếu dồn luôn cả quỹ tranh cử của Joe Biden thì mới có thể ngang ngửa được với ông Trump. Thì quý vị, chúng ta so sánh những con số này để thấy rằng là ngay cả Hillary Clinton bao nhiêu đó và có tư thế cao như vậy, có đầy đủ như vậy mà cuối cùng còn bị đánh bại bởi ông Trump. Và lúc đó ông Trump là người không có kinh nghiệm chính trị, không có đồng minh chính trị. So với bây giờ, ông có 8 năm kinh nghiệm cộng 4 năm điều hành quốc gia. Rồi bây giờ hầu hết lưỡng viện quốc hội đều là đồng minh chính trị của ông Trump, đảng Cộng Hòa hết. Thì quý vị, nếu đưa lên bàn cân, nếu đưa lên bàn cân của năm 2016 và 2024, chúng ta sẽ thấy được kết quả. Thì cái số mạng của Kamala Harris cũng không khác gì Hillary Clinton.
trong khi cả hai đều có tham vọng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Kamala Harris thì được thêm một cái là nữ tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ. Thì quý vị, cả hai, quý vị còn nhớ bà Hill là cái tham vọng của bà sẽ trở thành tổng thống và là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ luôn. Và bây giờ Kamala Harris cũng vậy, cũng là nữ tổng thống đầu tiên mà nữ tổng thống da màu nữa. Nhưng mà kết quả, tôi nói quý vị, kết quả nó không khác gì năm 2016. Bởi vì 2016, ông Trump đã khơi được lòng yêu nước của những người bị bỏ quên. 2024, thì họ cảm thấy rằng cái học thuyết của ông Trump đứng đắn. Và những gì ông Trump làm trong 4 năm ông điều hành vùng máy quốc gia so với 4 năm bây giờ dưới quyền của Kamala Harris và Joe Biden, họ có một cái sự so sánh rất lớn. Họ có một cái sự so sánh rất lớn. Do đó quý vị, 8 năm trước và 8 năm sau, nó khác nhau một trời một vực. Do đó, năm nay tôi nói là bây giờ đảng Dân Chủ có bơm, có thổi, giới truyền thông có bơm, có thổi Kamala Harris, thì cuối cùng cử tri vẫn là người quyết định. Cử tri vẫn là người quyết định. 8 năm trước, họ đã quyết định chọn Donald Trump để mà ngăn chặn cái tham vọng của bà Hillary Clinton. Thì 8 năm sau, họ chọn ông Trump để cứu lại cái nền kinh tế Hoa Kỳ tương tự như 4 năm ông cầm quyền. Thay vì bây giờ họ phải đối diện với một nền kinh tế tệ hại. Thì quý vị, do đó nếu mà đặt lên bàn cân mà những người nào lo ngại rằng Kamala Harris sẽ đánh bại ông Trump, thì quý vị cứ đem năm 2016 bà Hillary Clinton lên để so sánh với 2024 với bà Kamala Harris. Chúng ta sẽ thấy được cái kết quả. Và chúng ta sẽ thấy được cả hai đều chung một số mạng. Nước Mỹ sẵn sàng cho một nữ tổng thống, nhưng không phải hai người này. Tôi nói rồi, nước Mỹ đã sẵn sàng cho cái một người nữ lên làm tổng thống, nhưng không phải là hai bà này. Bà Hillary Clinton đã hai lần thất bại. Thì bây giờ Kamala Harris cũng sẽ hai lần thất bại. Lần thứ nhất, bà ta ra tranh sơ bộ, bà ta bị thua. No matter what, bà ta bị thua, bà ta rút lui. Lần thứ hai, chính thức được đề cử bởi đảng, thì bà ta cũng không khác gì số mạng của bà Hillary Clinton cả. Đâu ai nghĩ là năm 2008, Obama đánh bại Hillary Clinton. Và cũng đâu có ai ngờ là năm 2016, ông Trump đánh bại Hillary. Do đó quý vị, không ai ngờ được, chỉ ngờ cả. Do đó, lần này chúng ta so sánh hai phụ nữ, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái tư thế của bà Hillary Clinton cao hơn rất nhiều so với tư thế bây giờ của bà Kamala Harris. Mà năm 2016, Hillary Clinton còn phải thua cuộc, thì 2024, tình hình thua còn đậm hơn. Đó là bài nhận định của tôi trong cái Hilton Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye!